Chào quý vị các bạn, thì sau đây công ty Vicu Việt chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị một số loại thiết bị phun sơn. Thì trên tay tôi là súng phun sơn R715G13 của hãng Rona Đài Loan. Đây là súng phun sơn được sử dụng cho các cái ngành gỗ, đồ gỗ, nội thất, vân vân. Thì súng này là cái súng model cải tiến của cái mã là R71 trước đây của hãng Rona Đài Loan. Thì khi mua về chúng ta sẽ có hộp súng đây. Ta sẽ có hộp súng đây. Thì trên đây nó sẽ có mã là R715G13. Đó, hai cái mã thông thường dùng nhất là R715G13 và R715G15. Đó. Thì bây giờ qua clip này tôi sẽ test thử cho quý khách xem về cái súng R715G13 này. Thì chúng ta sẽ mở cái hộp súng ra. Chúng ta có thấy được cây súng R715, đây là catalog của hãng. Catalog của hãng. Và trong này nó sẽ có một cái cà lê và một cái bàn chải, cà lê và một cái bàn chải. Và đây là cái súng R715G13. G13 có nghĩa là cái đường sơn nó sẽ ở bên hông cốc trên. Đây, chúng ta sẽ xem cái súng R715G13. Súng cầm rất là chắc tay. Đó. Khi mới mua về chúng ta sẽ nới cái cò này ra, đó, với cái cò bằng cái nút chỉnh lượng sơn này. Súng thì sẽ bao gồm thứ nhất là một cái đường vào hơi, một cái nút chỉnh lượng hơi, nút chỉnh độ trụng xòe. Đây là cái nút chỉnh cái lượng sơn nhiều ít. Đây là nắp chụp. Thì trên nắp chụp nó sẽ có số 21, 21 đó. Và khi ta mở cái kim bét của súng ra thì ta sẽ thấy số 1.3 ở trong này. 1.3 đó. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi test thử cái súng này cho quý khách xem. Thì với cái súng này á thì nó sẽ sử dụng cái cốc sơn là RC4S 400 ml. Đó, đây là cốc nhôm. Thì ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng cốc nhựa. Chúng ta có thể sử dụng cốc nhựa. Quý khách muốn thì công ty chúng tôi sẽ thay thế cốc nhựa. Là của cốc nhựa của cái hãng Rona này đó, ta sẽ thấy cốc sáng đẹp đó, cốc sáng đẹp. Thì bây giờ ta sẽ tiến hành ta lắp cái cốc vào cái súng phun sơn này. Đây ta sẽ thấy đó, bây giờ ta sẽ tiến hành ta gắn đường hơi vào súng phun sơn. Ta gắn cái đường sơn à, đường hơi vào. Thì giờ tôi sẽ tiến hành tôi đổ cái nước vào để tôi test thử. Tôi đổ nước vào tôi test thử. Giờ tôi sẽ đổ nước vào. Tôi sẽ đổ nước vào. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi test thử cái súng này cho quý khách xem. Súng nó sẽ có hai nấc, một nấc á là ta xịt thì nó sẽ ra hơi, đó, một nấc ta xịt nó ra hơi, ta phải vặn cái đường hơi này, đó, đó, một nút á thì nó sẽ ra sơn, đó, đó, tôi test thử cho các khách xem. Ta có thể chỉnh được độ độ trụng xòe. Nút chỉnh độ trụng xòe rất là nhẹ nhàng êm ái đó, thì chúng ta thấy này đó. Đấy. Thì trên đây thì công ty Vicu Việt chúng tôi đã giới thiệu cho quý khách xem về cái súng phun sơn R715G13 của hãng Rona. Thì để ủng hộ kênh và theo dõi các cái clip mới nhất thì quý khách vui lòng like, share và subscribe. Xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt quý khách.